gì Lị nghĩ không? Đó, 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 đó. Đó. Mình có đủ tham mê, mình ta feel được, mình ghét nó. Thành muốn xây dựng một cái câu chuyện về một người phụ nữ để khán giả xem vào, khán giả đồng cảm với cái người phụ nữ đó. Khi mà Vinh với Thành xong phim Bố Già, Thành nói là anh Vinh ơi, em có một cái ý tưởng này rất là hay. Khi mà đọc kịch bản rồi mình cảm thấy rất là thu hút cái năng lượng của cái nhân vật này. Với cái câu chuyện này nó từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, và cả những cái sự tưởng tượng và tất cả các mối quan hệ trong đó, cả gia đình, cả nhiều thứ. Và ý tưởng của Thành thì rất là khác so với những phim anh đã từng làm trước đây. Nếu như Nhà Bà Nữ thì đó là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác, thì Mai là một trường hợp khác. Mai không như vậy. Phương Anh Đào rất là giỏi, đa dạng trong cách diễn xuất và thật sự có một cái nội tâm, một cái chân thật cảm rất rất là tốt. Cái thứ hai, gương mặt của Mai nhìn vào khán giả phải tin đó là một cái người phụ nữ ở cái độ tuổi 30 mấy mà lại rất là trẻ. Khi mà lên casting với cái lực diễn, với cái cách biểu đạt cảm xúc thì vừa diễn xong một take đầu tiên thôi, tất cả mọi người ôm nhau mừng rỡ và Thành nói ngay với những người diễn viên nữ đó là Mai đây rồi, và đó chính là Phương Anh Đào. Từ những cái lúc đầu mà khi mình đến casting và những ngày đầu mình làm việc thì mình luôn luôn nghĩ mình là nhân vật Mai. Một trong những cái nguồn mà khởi xướng lên cái dự án và làm cho mình cảm thấy là mình tin vào nó và mình cảm thấy mình muốn yêu nó, mình muốn dấn thân với nó thì chắc có thể là do chân thành truyền cảm hứng cho mình. Em muốn nói mới suốt được. Em không muốn nói mà em vẫn còn nhớ nó là không bao giờ suốt được. Anh kể về câu chuyện một cách đầy đủ tất cả các cung bậc ở trong đó và mình thấy cái ấp ủ của anh thông qua cái dự án này là như thế nào. Tuấn Trần sẽ là một màu sắc khác với lại quắn của Bố Già. Lần này đây là Dương, là Trùng Dương. Nhân vật này đối với Tuấn là một nhân vật rất khó. Tuấn thì kiểu là hướng nội, còn nhân vật này là thể hiện những cái mà mình muốn một cách rất là thẳng thắn. Hầu như là cái cách sống của cái nhân vật này nó khác Tuấn hoàn toàn. Nào là chơi piano nè, tâm hồn nghệ sĩ, biết khiêu vũ, táo bạo, hút thuốc. Thì mình mất thời gian làm cho khán giả phải tin đó là nhân vật. Cho nên là Tuấn học đàn hình như là cũng phải 3-4 tháng, phải đánh những cái bài về cổ điển, phải chạy nốt liên tục. Còn học khiêu vũ thì mất nhiều thời gian để tập skill nhiều. Tuấn không có muốn là mình diễn là mình chỉ là copy, mà mình phải sống trong cái nhân vật đó. Tuấn diễn rất là chân thật. Cái điều mà mình quý nhất ở Tuấn là Tuấn không bao giờ bỏ cuộc. Khó cách mấy Tuấn cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Mình biết là có những cái mình nói để Tuấn làm nhiều hơn, nhưng mà Tuấn chưa bao giờ cảm thấy bỏ cuộc. Tuấn là diễn viên yêu nghề và mình quý Tuấn thật. Quý vị, mình kiếm được một cái bối cảnh quá đẹp ở bên chung cư. Mình làm những cái cẩu để quay được hết toàn cảnh của chung cư, rồi lấy cái những cái bạt che lại để ngăn mưa, hay là tạo thêm ánh sáng để làm cho cái ánh nắng nó sáng hơn. Thì anh em đều phải khiêng những cái đạo cụ đó lên tận lầu 3. Mọi người thấy rất là thương những anh em. Thật sự họ đã rất là cố gắng để có thể giúp Thành đạt được cái mong muốn của mình. Như quý vị thấy là trong cái chung cư này nó có những cái chỗ cực kỳ hẹp. Mình không thể quay những cái cảnh bên trong cái nội thất được, là bởi vì có những cái máy nó rất là to, rất là cồng kềnh. Có những cái tay máy nó dài gần nửa căn nhà, thì mình để cái tay máy vào thôi là đã hết căn nhà rồi, làm sao mà quay. Cho nên là dựng lại toàn bộ cái chung cư đó, copy lại đúng cái ngoại thất, và cái nội thất hoàn toàn là dựng lên. Mình phải tái hiện lại cái hành lang, 6 cái mặt tiền và 2 cái phòng của Dương và Mai đối diện nhau. Khó nhất là về những cái vật liệu để làm cho đúng rắc co với lại ngoài thực tế. Thì các bạn bên team thiết kế phải đi lùng sục tìm khắp nơi ở Sài Gòn. Mình nói với anh họa sĩ là em muốn một cái nhà cũ nhưng mà vào trong đó nó phải mới, nó phải hiện đại. Anh ta là cái người thích cái style retro. Nhà Dương có hơi hướng nghệ sĩ thì tông ấm nóng, rất là nhiều màu sắc. Cái vật dụng trong nhà
từ cái lồng chim, từ cái đàn, nó cho thấy là cái nhân vật này là một nhân vật rất nghệ sĩ. Ngược lại thì bên nhà Mai tông màu đơn giản hơn đối nghịch với lại là cái nhà Dương. Bên kia nhà của Mai thì vẫn là một cái nhà cơ bản, nhưng mà nhìn vào mình phải thấy tươm tất, mình phải thấy được cái sự sắp xếp của cái người phụ nữ này. Cô ta cũng là một cái người quán xuyến, cuộc sống khá tốt. Ở đó tôi tái hiện lại cái giếng trời ở những cái khu chung cư lớn, người ta sẽ lấy không khí từ ngoài để cái ngôi nhà nó mát, và đặc biệt là nó mang đến cái môi trường giao thoa của những ngôi nhà khác nhau. Cho nên tôi rất là thích cái cảm giác có cái giếng trời ở trong cái set quay của tôi. Nói về số lượng đồ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300 bộ, hơn 300 bộ gì đó. Trong bộ phim này thì mọi người có thể thấy rằng là Mai có những cái giai đoạn thay đổi. Ở cái giai đoạn đầu tiên thì cô ấy không quá quan tâm về vẻ bề ngoài. Thì ở cái giai đoạn 2 thì khi mà Mai có một cái sự xuất hiện của Dương đến trong cuộc đời của mình, cái trang phục nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn và có một cái chút liên quan nào đó đến Dương. Yêu cầu đặc biệt của đạo diễn, anh chàng này có nhiều vết sẹo thì mình nghiên cứu làm khuôn, mình đổ sẹo dán lên rồi mình phải làm cho nó giống như là một cái vết sẹo thật á, nên là khá là phức tạp. Thì về cái nhân vật Mai phải thật là đẹp một cách tự nhiên. Phương Anh Đào đã có những cái nét sẵn, cái nét đẹp của Phương Anh Đào nó cũng rất điện ảnh, nên là chỉ cần làm nhẹ thôi, làm trong thôi. Đây là lần đầu chung cư cô có đoàn làm phim đến. Thấy anh em trong đoàn cũng nhiệt tình. Cô thấy cái đoàn phim lâu lâu mới về một lần nên là những cái gì tốt đặng dành cho đoàn phim. Thấy quay cũng không ảnh hưởng gì tới bà con rồi cũng vui. Nó làm cho cái chung cư lên nó giống như có một cái sức sống lên. Có thằng bé con cô nó cũng thích gặp chú Thành nên nó mời chú Thành, nó pha nước mời chú Thành uống. Vậy hết cho nước xăm rồi giờ cho chè này, không ai có, tại sao chú Thành có hay gì? Tại thấy chú Thành hài vui. Thành rất là biết ơn tất cả những cô chú, anh chị em ở trong chung cư An Bình này để hỗ trợ cho Trấn Thành làm một bộ phim Mai thật là suôn sẻ. Tết 2024 này sẽ có phim Mai ra rạp. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái Tết ở ngoài rạp để đón xem tụi mình nha. Hy vọng quý vị xem phim, quý vị sẽ thấy muốn yêu, muốn được yêu và muốn lan rộng cái tình yêu thương đi cho nhiều người hơn.